Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 3 đối tượng trú tại thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, thu giữ tăng vật gồm 6 kg ma túy đá, 24.000 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng gồm Vũ Anh Tuấn sinh năm 1997 trú tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Đào Duy Thành sinh năm 1987 trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Phùng Công Chiến sinh năm 1994 trú tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.